Nay mình sẽ chia sẻ file PPI của cây bông nguyễn V7 cho các bạn nhé. Link down để test ở bên dưới phần miêu tả của video các bạn nhé. Dù hay hay không hay, các bạn cứ thử đem về test xem. Nếu mà ok thì chia sẻ cho mọi người cùng test cho các bạn nhé.